mình đốt bị thưa ca chân này bây giờ từ lời ca sắc xa từ lời ca nghe mà chân luôn đang bị bật gõ hột đỏ lưu ý nhưng chưa tha bóng phụ mà chân luôn để chia sắc xa nó sắc và đôi chia bộ cơ lực để thưa ca nó đang bằng đá gồm hôn rồi có thưa ca nghe mà chân luôn tiếp để bạn chạy chân ngay vì sắc cùng nào đây mà thưa ca nó đang đi krong cơ đôi chia tạm bằng đá khét mà chân luôn đang để chụp rước mùi nếu bây giờ bọn phụ ôn màn trình này bây giờ lìa đang bị bật hốt đỏ rừng yên từ lời ca sực xa từ đôi chìa từ lời ca nghe bọn bọn phụ ôn nhưng chưa tha nếu bây giờ bọn phụ ôn từ lọc từ căn cái lấy xin nạn nâu bọn bọn phụ ôn vinh nếu bây giờ nghĩ khi chụp bê mua để bọn phụ ôn bị ở đồng thẳng ở cùng lăng đời hot hơi ở trong phơ một hộp phơ ấy nhằm được luôn này thì hơi bọn phụ ôn có bán trình này lôi mà chẳng luôn bởi thật tinh một hộp đã kỳ luộc ở tam đồng phâu rồi gồm tam cái lấy nhà mua được với mình nhạc đây chỉ là đập hoa cứ một hộp đó nó cứ nhà mình cả ok chẳng video mình đang cứ nhóm xôm dây em bị bóng ô này có trình nhiệt luộc đô nó tam mình đã tam phâu rồi gồm tam cái lấy xinh xinh chẳng về khá nhóm bạn sẽ kết thời thay một hộp đã của quật luộc đô cứ về khá cứ nhà một ba tay vậy thì nhóm giấy ní cứ nhóm ăn giấy từ lời bóng khôn này còn trên nệ lộn đồ tam ông phơ được tam cái lấy nà mùi ở tình ọc cái nền tê cứ nhóm giấy từ lời này bóng khôn mà chân nguồn này còn bê khá một hộp đẹp còn lộn cứ nó xo lực nó dịp bê đấy dù bê khá miên khăn hay bê khá tiết cứ vì khôi trung tri khăn để lọ nà ai dồi bây giờ được ọc miên nhằm việc bán ở nhóm giấy bếp ní cứ đối xa là nhóm miên bọn bị xo cơ khôn này nó bê đầy nhóm trên bị thôi ca và hai dù môn pram rồi có một bộ lý nhít nhưng mà rộng hạ nó cũng lan ở trong phương hộp nhà mình luôn này hồi bên nó có nhóm bạn dần này lôi mà chúng luôn bởi cho tình cả nó có đôi chị nhóm dần này lôi và hai chị buôn bon riêng này nhóm dây bếm ní cứ mê nơi xa đây nhóm style lôi buôn bon riêng hai phở video mình thế cứ nhóm chọn phở video mình đi đồng bày cơ nông lực tập căn bom ô này trên địa lộ mà hộp bà ha và sân chỉ việc khôi cứ dân công mình to lộ về ấy để xa là bị ách bạc bò tạo ra sau cục hiệp này đọt tay cái khá nhầm vô ra bóng phố này trên địa lộ cứ vật chỉ chọn ba nó lôi trình đánh và tay bánh hà sau cục hiệp bóng này ở đây cứ việc xung khăn chiến và bây giờ bóng phố thôi ca lộ bẹp ní cứ bị ách ban đây mà đòn mà ca thì và sân chỉ điệp xên kiện đấng à bom ôn lộ mà hộp đại việt ở miền quân phiệp đại việt khôi chấn lực roi cứ kê nên chụp tình bom ôn này chấn một to tập căn rừng mọi nhóm vĩnh về đại nhóm bàn thuật ca trở lại lôi hai chị buôn con riêng đồng bài được tinh trai ai được sai nhóm hộp tại anh thế tinh trai bàn muối hay về nó cứ cột của bàn ở chỗ xoay một đại chấn chỉ là được ho cứ nhóm ở ban nhám trầy đấy trầy nó cứ miên khấn hay vì soi khang mình đến hay sạch bỏ vía cứ hộ ở ban đấy chân về là nghĩ nó cứ nhôm ban thôi khai nhám bài chỉ mùi được chế độ xoài đi cứ chỉ là được hòn là nhôm ban chú chân video mình nâng cứ nhôm xôm nhờ chu nó can bom ôn được ở đây quạt trên điện lộ hộ bà ha bờ sân chỉ bóng phổ ôn cực bí sốc hiệp bóng này đọt tay nâng ca lộ hộ bà hà bóng bóng phổ ôn ở Việt Nam để về đi chúng ta được mốc xôm cùng bần to nâng ca lộ mà hộp đài nâu xôl không dịp bê đài dư ấy dù tôi lộ đó ấy nệ đài có tình ấy nệ đài tính vì khá là có chơi đài tính thì vì khá là có đài bàn bình đất mơ ấy bàn chú bà lừa thả mà hộp nâng nhằm cơ đọt ấy để bởi xa đài còn là khơi là sạch ăn cái đau rồi gõ mưa tần nón cất chặt chặt tinh hay cất hoạt bàn cất ở bàn cho bà lừa chân video bao nhóm chọc tại phần nắng bớt sân chỉ bóng phôn để chuyển nhẹ start nở video mới nâng miền ấy phịch bè một căn nhóm prom được tôi vô trên này phải video mới nâng cứ nhóm thưa đồng bày cái tầm đầu được căn sự cùng chết bỏ dương về khá nhiều khi người khoa trở lọt tích tui về chân dân nằm phía cây tổng rộng đã ở khả niệm đôi chân nâng càng dây bỏ nhóm đây về khá dân bên anh dây trâu đừng ở trâu là hô tì vì tay đầm miên cho nói khoa khát rồi còn lưu lưu trong
ca trong là tịch tuổi chân bờ sân chỉ miên chân nơi tượng ở nút bóng phố lại kèm một đồng căn như bạn. Bye bye, chị Rịp Lê đừng chúc nghe nào ở các cộng.